các bạn ngày hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Biển Đông, Trung Quốc thượng phong Việt Nam khó đỡ, Phú Trọng lặng im. Vâng trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến đó là hình ảnh Trung Quốc liên tục đưa tàu vào thăm dò vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam với trên 4 tháng và số lần ra và vào tàu Trung Quốc rất nhiều và dường như Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam chưa có biện pháp nào để có thể đấu tranh với việc xâm phạm vùng độc quyền kinh tế của các tàu hải cảnh và tàu thăm dò của Trung Quốc. Và Trung Quốc đang đầu tư rất lớn cho hải quân để bảo vệ đường chín đoạn của họ và Việt Nam hay gọi là đường lưỡi bò và họ gian đe những nước có cùng biên giới trên biển Đông với Trung Quốc. Và đây là thông tin và báo chí quốc tế ngày hôm nay đã đăng tải về vụ việc này. Trung Quốc đang ngày càng chiếm ưu thế trên biển Đông. Bắc Kinh đang ngày càng tỏ ra ưu thế và áp đặt sức mạnh của mình để tìm cách thiết lập một hiện trạng mới trên biển Đông. Các chuyên gia cảnh báo và cho rằng Mỹ có thể phải tìm điểm cân bằng để cùng chia sẻ quyền lực với Trung Quốc trên vùng biển này. Những nhận định này đã được các chuyên gia hàng đầu về biển Đông được đưa ra tại một hội thảo ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, viết tắt là CSIS, hôm 18 tháng 11 tại thủ đô Mỹ bàn về tham vọng hàng hải của Trung Quốc trong chuỗi đầu tiên và xa hơn nữa. Và để gần lại các bạn sẽ thấy những hình ảnh việc Trung Quốc đang tôn tạo và xây dựng các khu đảo rất mạnh mẽ. Và đây là hình ảnh xây trên đảo đá Vành Khăn của Trung Quốc đã chiếm được của Việt Nam trong thời gian trước. Và hiện nay được các chuyên gia cũng cho rằng đã có 3 giai đoạn được Trung Quốc tiến hành để đạt ngôi bá chủ trên Biển Đông ba giai đoạn. Mở đầu phiên họp thảo luận về Biển Đông, ông Pauling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á, viết tắt là AMTI, tức là người ở trong ảnh này. Lưu ý rằng những bước tiến dài trên thực địa về khả năng tác chiến của Trung Quốc ở Biển Đông và cảnh báo, cả, cảnh báo những gì được bàn bạc ở Mỹ cũng như các nước Đông Nam Á theo không kịp các bước tiến của Trung Quốc. Ông cho rằng Trung Quốc trong vài năm trở lại đây đã thực hiện chiến dịch từng bước qua nhiều giai đoạn nhằm thay đổi hiện trạng Biển Đông một cách rất nhanh chóng. Và để gần lại các bạn cũng thấy ông là một trong những người chuyên gia hàng đầu về Biển Đông và đã dự và tham gia rất nhiều những hội thảo tại quốc tế và luôn cung cấp được những thông tin mới nhất về nghiên cứu đối với Trung Quốc trên Biển Đông. Và các phương tiện, kỹ thuật và vật chất tốt nhất của Trung Quốc đã được tập trung trên Biển Đông cho mục tiêu của họ. Đây là hình ảnh Trung Quốc ngang nhiên triển khai các khí tài quân sự trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Giai đoạn thứ nhất theo ông Poling bắt đầu từ cuối năm 2013 khi các tàu nạo vét của Trung Quốc xuất hiện ở quần đảo Trường Sa để bồi đắp đảo nhân tạo. Cho đến đầu năm 2017, Bắc Kinh chuyển sang giai đoạn 2 là hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng trên các đảo nhân tạo để phục vụ mục đích quân sự và dân sự bao gồm nhà máy, nhà để máy bay nhà chứa tên lửa, kho chứa vũ khí và nhiên liệu, hải cảng, radar, các thiết bị thu thập thông tin tình báo. Công việc này phần lớn hoàn tất vào cuối năm 2017. Ông đã cho biết như vậy trong uh, hội thảo. Và để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ uh, quần đảo này uh, đã trở thành một nơi mà căn cứ quân sự rất lớn của Trung Quốc với những đường băng và các nhà kho uh, được xây dựng và ngoài ra các đảo mà Trung Quốc chiếm được và thiết lập căn cứ đã tạo ra một lợi thế rất lớn cho họ ở trên biển Đông. Đây là hình ảnh tàu hải cảnh của Trung Quốc có số hiệu 3901 đang hộ tống tàu hải Dương 8 xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong suốt thời gian qua và các bạn cũng đã thấy được một số trang truyền thông quốc tế và gần đây cũng đã được một số trang trong nước đăng tải. Giai đoạn 3 được thực hiện bởi từ cuối năm 2017 triển khai nhanh chóng các khí tài quân sự tân tiến ra các đảo nhân tạo, bao gồm đưa máy bay quân sự ra các bãi Ruby và Vành Khăn, hạ cánh trên bãi tự chữ thập, các máy bay vận tải và tuần tra biển, đưa những tên lửa hành trình đầu tiên ra trường Sa, thiết lập các thiết bị phá sóng. Bên cạnh việc tăng nhanh chóng các bệ phóng tên lửa được triển khai trên đảo Phú Lâm, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Hoàng Sa hiện Trung Quốc đang nắm giữ. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất theo ông là sự gia tăng như vũ bão các tàu hải giám và tàu dân quân biển của Trung Quốc đóng ở các đảo thuộc Trường Sa. Những chiếc tàu này không phải ra biển Đông hoạt động rồi về như trước, mà thực sự là chúng đóng đô ở các đảo nhân tạo này ít nhất là trong hàng tuần hay hàng tháng trời mỗi lần. Ông đã nói như vậy. Và với những căn cứ như vậy thì rõ ràng Trung Quốc trong thời gian tới đây sẽ còn rất nhiều những hoạt động thăm dò và gây sức ép liên tục uh, lên uh, Việt Nam và ngay cả trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và Trung Quốc mới chỉ điều lực lượng hải cảnh chuyên để đâm phá các tàu nước khác cùng thăm dò các tàu thăm dò như một chiến thuật hiệu quả nhằm khẳng định chủ quyền đường chín đoạn, tức là đường lưỡi bò của họ ở trên Biển Đông. Đây là hình ảnh tàu Hải Dương 8 đồn trú ở đảo Bãi Chữ Thập để xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam bất cứ lúc nào khi họ cần. Chính khả năng cơ động này của Trung Quốc đã giúp cho họ có thể duy trì cường độ quấy rối trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam quanh sự cố bãi tư chính trong 4 tháng vừa qua, ông đã cho biết như vậy. Đây là sự thực hiện uh, thực uh, đây là sự uh, thực uh, đây là thực sự quyền lực cưỡng ép ở mức độ thấp của Trung Quốc, vốn chưa đến mức sử dụng vũ lực, ông Poling đã nhận định như thế. Điều này đã không thể xảy ra trước khi Trung Quốc hoàn thành các đảo nhân tạo, ông giải thích thêm. Nếu chúng ta quay trở lại thời điểm năm 2012 hay 2013, lúc đó rất hiếm khi thấy bóng tàu Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Nếu có thì chúng chỉ ra khơi một vài ngày để cắm cờ rồi phải trở về đất liền. Nhưng bây giờ thì những tàu Trung Quốc như thế này, các bạn đã chứng kiến trong thời gian vừa qua liên tục quấy rối trong 4 tháng và từ đó từ những cái đảo mà họ chiếm giữ được những chiếc tàu này đi ra và sau đó lại về đồn trú ở đó thì rõ ràng là với động thái ngày càng tăng của Trung Quốc thì Việt Nam sẽ trở nên rất khó khăn. Lực lượng tàu dân quân khổng lồ của Trung Quốc cũng được huy động xâm nhập các vùng đặc quyền kinh tế của nhiều nước khác trên Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Và đây là hình ảnh những cái tàu dân quân của Trung Quốc ao ào ra Biển Đông uh, trong thời gian vừa qua. Ông Vô Linh cho biết thêm, có trên 300 tàu dân quân biển Trung Quốc hoạt động trên mỗi ngày trên mỗi inch của đường 9 đoạn tỷ lệ trên bản đồ tức là được chia ra nhiều ô và mỗi ô đến một khoảng một inch thì đã có 300 tàu như vậy nó hoạt động thì rất là nhiều chẳng sớm thì muộn các ngư dân của Việt Nam hay Philippines đảm bảo sẽ đụng mặt các tàu dân quân biển Trung Quốc ông nói vậy việc thực hiện quyền lực cưỡng ép này của Trung Quốc còn được thể hiện trong lĩnh vực khai thác dầu khí cũng theo ông Poling miêu tả Bắc Kinh đã quyết định rõ ràng có lẽ từ năm ngoái rằng họ sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động khảo sát dầu khí nào trên biển Đông nữa, thậm chí đối với những lô dầu khí đang khai thác, ông nói. Thì như vậy là với những cái khu vực dầu khí của Việt Nam đang thăm dò và đã khai thác thì rõ ràng chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn đối với Trung Quốc trong thời gian tới và ngân sách của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào việc xuất khẩu dầu mỏ và điều đó khó có thể đảm bảo được. Trung Quốc cũng đã tạo ra rủi ro rất lớn khi các nước thăm dò và khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của những nước này ở trên biển Đông vì luôn luôn bị Trung Quốc có đe dọa bất cứ lúc nào. Đây là hình ảnh giàn khoan hakuryu 5 của tập đoàn Rosneft đã hoạt động ngoài khơi bãi tư chính liên tục bị tàu Trung Quốc quấy nhiễu trong các tháng qua. Do đó nếu anh đã có một giếng dầu khoan thì anh có thể khoan thêm một giếng dầu nữa ở kế bên, ông nói thêm và dẫn chứng hành vi phá rối của Trung Quốc với hãng dầu khí C ngoài khơi Malaysia hồi tháng 5 vừa qua. Chúng ta đang ở tình huống và phía Trung Quốc đang gia tăng áp lực khiến mọi việc trở nên rủi ro cho các chủ thể dân sự bao gồm ngư dân và các công ty dầu khí tiến hành các hoạt động thường ngày của họ trên biển Đông. Trong khi đó, ông cho rằng Mỹ và các đồng minh, cho dù là Nhật, Úc hay Anh, Pháp đều không có sự chuẩn bị và không có phương cách nào để đối đầu với tình huống này. Ông dẫn ra là Mỹ không có các quy tắc phải ứng xử như thế nào với các ngư dân được trang bị vũ khí cũng như không hiểu làm sao để khiến Trung Quốc phải trả giá bên ngoài lĩnh vực quân sự. Thì như vậy với chiến lược và chiến thuật của Trung Quốc mới và dùng những cái tàu ngư dân như thế này thì rõ ràng sẽ gây rất nhiều khó khăn cho việc đối xử của các nước đối với ngư dân Trung Quốc khi họ được trang bị vũ khí. Và bản thân Mỹ và nhiều nước muốn hỗ trợ các nước ASEAN phải phản đối Trung Quốc trên Biển Đông để bảo vệ quyền tự do hàng hải, tự do hàng không cũng gặp rất nhiều khó khăn và những cái điều mà chưa từng thấy từ trước đến nay. Đây là hình ảnh tàu chiến Trung Quốc tuần tra trên Biển Đông. Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và thậm chí là cả Nhà Trắng hầu như không thấy bóng dáng trên vấn đề này. Ông cho biết, chỉ còn có Bộ Quốc phòng là thực hiện các tuyến tuần tra vì tự do hàng hải, viết tắt là FONOP, và giúp tăng cường năng lực cho các đối tác trong khu vực. Nguy cơ sẽ là chẳng mấy chốc Mỹ sẽ lâm vào tình thế là các đối tác Đông Nam Á, nhất là Philippines, vốn là đồng minh có hiệp ước với Mỹ, sẽ đặt vấn đề nếu như sự hiện diện quân sự đón đầu của Mỹ không giúp ích gì được cho tôi trong việc đánh bắt hay khai thác dầu khí thì tại sao tôi lại ủng hộ mối quan hệ đồng minh này? Ông đã đặt vấn đề như vậy ở trong hội nghị vừa qua. Và các chuyên gia cũng đưa ra đánh giá về các đảo tại biển Đông mà quân đội Trung Quốc đang đặt quân cứ căn cứ tại đây nguy hiểm như thế nào. Đây là hình ảnh căn cứ quân sự đảo Đá Chữ Thập mà Trung Quốc đã đổ quân chiếm được thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Khó duy trì, cũng nhìn nhận là các đảo nhân tạo này giúp tăng cường khả năng tác chiến của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhưng ông Colin, nghiên cứu viên thuộc uh, Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc tế Đại học Kỹ thuật ở Singapore thì ra chỉ ra hạn chế là chúng sẽ dễ dàng bị quét sạch bởi thời tiết hay bởi một cuộc tấn công từ phía Mỹ trong trường hợp nó xảy ra xung đột. Những hòn đảo nhân tạo này không bao giờ có thể là được xem là hàng không mẫu hạm, không thể chìm, ông nói. Các tướng lĩnh của Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc đã thừa nhận kín đáo cũng như công khai rằng trong trường hợp chiến sự nổ ra thì những hòn đảo này trên thực tế gần như vô dụng. Chúng sẽ bị phá sạch gần như ngay lập tức ngay khi bắt đầu bất kỳ cuộc xung đột nào trên Biển Đông. Do đó, chủ yếu những hòn đảo này chỉ có có công cụ và có tác dụng trong thời bình mà thôi. Để gần lại các bạn sẽ thấy hình ảnh những lính Trung Quốc đang luyện tập trên những hòn đảo mà họ chiếm được ở biển đông. Và Trung Quốc cũng rất cần duy trì lực lượng hải quân cùng các đảo đang bị quân sự hóa này để bảo vệ từ xa các mục tiêu, đặc biệt là trong đất liền của họ. Đây là hình ảnh một góc vườn rau của quân đội Trung Quốc trên đảo Đá Chữ Thập. Ông Colin cho rằng biển đông được Trung Quốc xem là lãnh thổ xanh của họ. Nó không chỉ là ý nghĩa lịch sử, chiến lược, kinh tế mà còn ý nghĩa tình cảm đối với Trung Quốc và nó không chỉ là vấn đề bảo vệ chủ quyền đối với họ mà còn tạo ra chiều sâu chiến lược để đảm bảo an ninh cho Trung Quốc đại lục từ xa. Ông cho biết như vậy. Do đó, Trung Quốc đang tìm cách định hình cách hành xử của các nước trên Biển Đông theo ý của họ. Và như vậy, với các đánh giá trên của những chuyên gia hàng đầu về Biển Đông, chúng ta thấy Việt Nam nên nhìn nhận một thực tế là phải đương đầu với một Trung Quốc mạnh hơn rất nhiều lần trên Biển Đông. Cũng có thể điều này đã làm cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt gần 5 tháng qua khi Trung Quốc đưa tàu vào xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ông vẫn im lặng và không dám chỉ thẳng đó là Trung Quốc. Ngoài ra, đầu tư cho quốc phòng của Việt Nam vào năm 2019 chỉ khoảng với 6 tỷ đô la, mới bằng 3% so với ngân sách quốc phòng của Trung Quốc với số lượng rất khổng lồ tới 170 tỷ đô la cho tài khóa vào năm 2019 này. Thì tương quan lực lượng quân sự của hai bên thực sự sẽ rất là lớn. Nếu chiến tranh trên biển Đông xảy ra để không bị Trung Quốc nhanh chóng tiêu diệt thì Việt Nam cần sớm nâng hợp tác với Mỹ lên thành đối tác chiến lược toàn diện và chuyển đổi sang thể chế dân chủ tự do. Có như vậy mới có thể bảo vệ được cho trên 90 triệu người dân Việt Nam và chủ quyền đất nước. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6, ngày 22 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận và hãy bấm nút theo dõi của Facebook và Youtube Thời báo.de để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.